Xin chào các bạn, trong thời gian gần đây thì chúng tôi có nhận được rất nhiều ý kiến trao đổi với chúng tôi rằng là tại sao trên kênh của Auto Daily lại ít những video đánh giá về cái dòng sản phẩm Lexus. Thì tôi cũng xin trả lời rằng là chúng tôi đã có những cái bài viết rất là chi tiết với cái dòng sản phẩm của Lexus đã đăng tải trên website autodaily.vn. Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm những cái thông tin về sản phẩm của Lexus, các bạn có thể truy cập vào autodaily.vn để có thêm những thông tin cần thiết. Còn trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu một mẫu xe Lexus có giá bán tới 7 tỷ 810 triệu đồng. Và phần đầu xe của Lexus LX570 phải nói là rất là to lớn và hùng dũng đúng không ạ? Ở ngay chính giữa là một chiếc lưới tản nhiệt theo ngôn ngữ thiết kế là L-Finesse. Và tiếng Việt chúng ta thì đọc chữ L cho nó nhanh, đúng theo thiết kế hình chữ L. Từ khi chuyển sang cái ngôn ngữ thiết kế L-Finesse thì những mẫu Lexus đã tách biệt hình ảnh ra khỏi những chiếc Toyota, nó sang trọng hơn, tiện nghi hơn và nhìn chất hơn hẳn. Và với một mẫu xe có giá bán lên tới gần 8 tỷ thì cụm đèn pha cũng ẩn chứa khá nhiều điều đặc biệt. Ngoài cái nét thiết kế tinh tế thì cụm đèn pha này là đèn pha được trang bị công nghệ full LED. Cụm đèn pha này cũng có chức năng tự động chuyển từ chế độ chiếu xa sang chiếu gần khi chúng ta gặp những xe ngược chiều. Ngôn ngữ L-Finesse thể hiện rất nhiều chi tiết trên cái LX570 này. Ngay cả cụm đèn sương mù này cũng vậy, đúng hình chữ L. Và trong đèn sương mù này có một cái đèn chiếu góc. Khi chúng ta bật xi nhan đánh lái sang bên trái thì đèn góc sẽ mở để cung cấp thêm cái luồng chiếu sáng, những cái nguồn sáng cho chúng ta. Ở ngay chính giữa phần lưới tản nhiệt là một chiếc camera. Với một mẫu xe có một cái kích thước vô cùng to lớn thì những cái hệ thống camera 360 rất quan trọng. Mẫu xe này khi chúng ta đi chậm chậm đâu đó dưới khoảng 20 km/h thì hoàn toàn chiếc camera này sẽ được kích hoạt và chúng ta có thể quan sát được phía trước rất là an toàn. Vâng, với chiếc chìa khóa thông minh trên tay thì tôi mở cửa xe cũng rất là dễ, chỉ cần đưa tay vào đây cửa đã tự unlock và chỉ việc kéo ra mà thôi. Và khi đóng lại cũng vậy, chúng ta có một cái nút cảm biến ở đây, chạm vào cửa sẽ tự khóa. Tất nhiên là chúng ta có thể sử dụng chìa khóa rồi, điều đấy là đương nhiên rồi. Và đối với Lexus LX570 thì với một cái kích thước khá là cồng kềnh thì chiếc gương chiếu hậu với cái mặt gương vùng quan sát rất là tốt. Trên mặt gương này có cảnh báo điểm mù hoặc nó sẽ tự động cụp xuống khi chúng ta cài số lùi, giúp cho chúng ta quan sát cái phần bánh xe này tốt hơn. Và ngay ở bên này, ngay ở dưới đây cũng là một chiếc camera để phục vụ cho hệ thống camera 360. Chiếc gương chiếu hậu này có khả năng chống chói và chống bám nước. Ví dụ như xe tôi đỗ ở dưới trời nóng nóng chẳng hạn, tôi rất lười phải mở ra trong không gian xe như vậy thì rất là nóng. Nhưng mà tôi cần một cái chức năng, đấy nó sẽ tự động hạ các cái kính lái để cho không khí nóng ở trong khoang xe thoát ra. Khi đấy tôi sẽ dùng chiếc chìa khóa này. Đầu tiên chúng ta sẽ nhấn nút unlock, sau đấy giữ nút unlock trong vòng mấy giây thì cửa kính sẽ hạ xuống. Luồng khí nóng từ trong khoang xe sẽ tự động thoát ra. Và đương nhiên rồi, khi mà chúng ta đóng lại thì chúng ta trước hết là nhấn khóa xe và sau đấy lại giữ nút lock trong vòng vài giây. Cửa sổ trời, bốn cửa kính bên sẽ tự động đóng lại. Chức năng rất hay. Vâng, đuôi xe của LX570 thì có lẽ chúng ta cũng không phải bàn cãi quá nhiều, rất là vuông vức và cái gì cũng to. Một cụm đèn pha rất to và trang bị toàn bộ là công nghệ là full LED. Ở phần cửa cốp xe thì chúng ta có thể mở bằng điện, chúng ta mở bằng chìa khóa hoặc là nút bấm ở đây thì sẽ có tì thủy lực đẩy lên. Vâng, chiếc cửa rất là to. Cửa lại mở theo nửa trên và nửa dưới. Tôi rất thích cái kiểu mở này. Đây, khi mà chúng ta mở xuống, chỉ tôi không cần ghế, tôi có thể ngồi ngắm cảnh. Có chiếc cần câu ở đây ngồi câu cá hoặc là đọc sách cũng rất là vui. Vâng, những chiếc ghế ở hàng thứ ba sẽ được gập gọn lại bằng điện. Bây giờ tôi sẽ thử. Đương nhiên rồi, tôi chỉ việc nhấn vào nút bên này. Chiếc ghế bên trái sẽ được gập lên. Còn khi tôi nhấn vào bên này thì chiếc ghế bên phải sẽ gập lên. Rất dễ dàng.
Bây giờ tôi sẽ cùng hạ xuống. Hạ cả hai chiếc, chúng ta có thể gấp và hạ cả hai chiếc đồng thời. Nhưng chiếc tựa lưng này chúng ta lại phải dùng tay để kéo lên. Và chúng ta có thể điều chỉnh độ ngả rất tốt. Phải nói là một không gian phía sau rất là rộng trên LX570. Và ngay ở vị trí này cũng có một nguồn điện là 220. Một cái trang bị tôi rất thích trên những cái mẫu xe hiện đại ngày nay. Có một cái chi tiết mà tôi không thích trên cái mẫu xe này, đấy chính là chiếc lốp dự phòng. Chiếc lốp này khá to và được treo ở dưới gầm. Nhưng phần bánh, 1/3 bánh nó bị lòi ra. Tôi có cảm nhận như là nó sẽ giảm cái góc thoát của xe mà khi chúng ta đi vào địa hình xấu. Nhìn chung, tôi nghĩ rằng cái này nên cải tiến cho nó tốt hơn, cho đẹp hơn. Wow, mở cửa, bước lên mẫu xe 8 tỷ thì cũng phải bước cho nó sang các bạn ạ. Đấy. Bây giờ đóng cửa vào. Để nổ máy, vô lăng, ghế tự tiến vào. Trả lại vị trí ban đầu. Mẫu Lexus LX570 được trang bị 3 vị trí nhớ ghế. Ở trên những mẫu xe Hàn ngày nay thì các vị trí nhớ ghế cũng đều được trang bị hết rồi. 6-700 triệu là có thể có nhớ ghế rồi. Nhưng chiếc ghế tôi ngồi đây nó trang bị điều khiển tới 12 hướng. Và chiếc ghế bên cạnh này điều chỉnh 10 hướng. Ghế rất to, ngồi rất thích. Ở những chiếc ghế này đều được trang bị chức năng thông gió và sưởi. Và nếu lạnh quá thì chúng ta sưởi, chúng ta bấm vào đây. Đấy, có mấy nấc sưởi, 3 nấc sưởi, chúng ta có thể tùy chọn. Còn nếu như nóng quá thì chúng ta lại có thể kích hoạt chức năng làm mát. Và không phải ngẫu nhiên mà những cái lỗ thông rơi này được thiết kế phải nói là rất là đẹp. Đương nhiên rồi, LX570 thì quá rộng cho nên vị trí ngồi thì phải gọi là quá thoải mái luôn. Da cũng khá mềm. Chất liệu nội thất thì đúng đặc trưng của Lexus, khá đơn giản nhưng mà lại toát lên một cái vẻ gì đấy nó hơi xa hoa một chút. Đặc biệt là trên những cái dòng xe mới hiện nay thì cái sự xa hoa thể hiện rất là rõ. Còn trên những cái mẫu SUV này dù sao thì vẫn tôn trọng, tôn thờ những cái sự đơn giản. Trên LX570 được trang bị hệ thống điều hòa là 4 vùng độc lập, cửa gió đặt khắp nơi, vị trí ngồi chỗ nào cũng mát. Chút nữa tôi sẽ thử từng vị trí một. Còn riêng với cái hệ thống âm thanh phải nói là rất đẳng cấp. Mark Levinson, 19 loa trang bị cho Lexus LX570. Và nói về thương hiệu này có lẽ tôi sẽ phải mất cả ngày để giới thiệu về nó mất. Trái với cái vẻ khá to cồng kềnh của kích thước xe thì một chiếc vô lăng khá là nhỏ. Với một mẫu xe có chiều dài tổng thể tới 5m và dài cơ sở tới gần 2m9 và một chiếc vô lăng nhỏ thế này là thì cái thiết kế hệ thống lái phải nói rất tốt. Và mẫu LX570 được trang bị cũng khá nhiều cái tiện ích thông minh dành cho người lái cũng như hành khách. Và một trong những cái tính năng tôi cũng rất thích trên cái mẫu xe này đấy chính là một cái hộc chứa đồ, hộc lạnh nhá. Chúng ta có thể kích hoạt ở đây, bỏ những cốc nước lạnh, những chai nước lạnh và những cái đồ cần ướp lạnh vào đây. Rất to, bệ tì tay phải nói là cực to chứ không phải là to nữa. Chiếc cần số thì lại rất nhỏ. Nó nhỏ như trên những chiếc xe sedan. Và để điều khiển cái màn hình 12 inch này rất to. Độ phân giải thì cũng bình thường. Giao diện cũng không có gì đặc biệt cả. Những tính năng như là navigation radio, kết nối điện thoại hay điều khiển điều hòa, chúng ta có thể điều chỉnh ngay ở đây bằng một cái núm điều hướng. Truy cập Enter, nhấn hai nút bên cạnh như thế này cũng khá là dễ dàng, to và rõ ràng. Và tất nhiên hệ thống camera 360 khi chúng ta gài vào số lùi chẳng hạn, tôi sẽ thử gài, giữ chân ga và gài. Đấy, chúng ta có thể quan sát phía rất rõ phía sau, chúng ta có thể chuyển. Đấy, tất nhiên là màn hình này không phải là màn hình cảm ứng, chúng ta không thể điều khiển được mà chúng ta toàn bộ phải điều khiển qua cái nút điều hướng này. Và mẫu xe này cũng được trang bị màn hình heads up display. Chúng ta kích hoạt qua nút đây. Và trên kính lái sẽ hiển thị
các thông tin về tốc độ mà chúng ta có thể theo dõi được. Dù được thiết kế là một mẫu SUV sang trọng và đẳng cấp, nhưng LX 570 vẫn rất nổi tiếng với cái hệ khả năng off-road của chính mình. Nó thậm chí còn được đánh giá cao hơn so với những cái dòng xe như Cadillac Escalade hay là Infiniti QX80. Và thậm chí nó còn được sánh ngang với những cái dòng như là của Range Rover. Và ở đây tôi muốn nói đến, đấy chính là các chế độ vận hành khi đi đường xấu. Ở đây có cả 5 chế độ vận hành khi đi đường bằng rồi. Chúng ta có chế độ Comfort, chúng ta có chế độ Normal, chúng ta có chế độ Sport, chúng ta có chế độ Sport Plus. Nhưng thứ tôi muốn nói ở đây chính là khả năng off-road của xe. Có rất nhiều người trao đổi với tôi rằng mua một mẫu xe 8 tỷ thì có bao giờ đi off-road hay không? Off-road ở đây chúng ta hiểu là chúng ta đi vào những cái đường địa hình xấu, thậm chí đôi khi trơn trượt vân vân. Và nếu như không có cái hệ thống hai cầu tốt thì chúng ta rất khó vượt qua. Và những cái mẫu LX570 này tôi được biết rất nhiều các ông chủ mỏ thường xuyên di chuyển ở những cái địa hình như vậy rất thích đi. Bởi vì đơn giản nó mang lại cái sự êm ái, cảm giác rất là thoải mái và yên tâm khi đi ở đường xấu. Và cái chế độ nổi bật trên cái mẫu xe này đấy chính là chế độ tự bò ở tốc độ thấp trên đường địa hình, thậm chí đường bùn đất, đường đá thì chúng ta có thể sử dụng các cái chế độ đó. Và chúng ta cũng có thể nâng hạ gầm. Khi chạy tốc độ cao thì chúng ta hạ thấp gầm xuống để giảm cản gió, tăng cái độ ổn định của xe. Nhưng khi vào đường xấu chúng ta có thể nâng lên. Chúng ta có hệ thống khóa vi sai, chúng ta có hệ thống hỗ trợ leo dốc, thậm chí chúng ta có cả một cái hệ thống hỗ trợ đánh lái trong một cái không gian hẹp với một mẫu xe với kích thước to lớn như vậy, rất hay. Và khi mà tôi chuyển qua chế độ cầu chậm sang các chế độ đường địa hình xấu thì ngay trên màn hình này, hệ thống camera 360 luôn luôn hỗ trợ chúng ta phía trước và hai bên. Thậm chí nó hiển thị cả cái độ cân bằng của xe để xem, theo dõi được cái góc nghiêng, cái độ nghiêng của xe tới cỡ nào. Rồi chào các bạn, tôi đi ngủ đây bởi vì khi mà tôi ngồi vào hàng ghế thứ hai này tôi thấy rất là thoải mái. Hàng ghế này tôi có thể điều chỉnh tiến lùi bằng điện. Chúng ta nhấn một cái nút ra ngồi rất thích. Rồi cái không gian ngồi ở hàng ghế thứ hai này mà nó tuyệt vời. Và nếu mà là chủ xe tôi chỉ thích ngồi ở hàng ghế thứ hai thôi. Tôi có thể điều chỉnh ngửa đấy. À, bye bye các bạn, tôi đi ngủ đây. Ngửa độ ngả rất tốt, phải nói là cực tốt luôn. Vâng, với Lexus thì chúng ta không bao giờ phải lo ngại về những cái tính năng tiện ích. Ngay phía đây là có các cái chuẩn kết nối như là tai nghe, HDMI, vân vân, cho cả bên trái và bên phải, người ngồi bên trái bên phải độc lập, chẳng ông nào phải tranh của ông nào cả. Một chiếc màn hình LCD 11.6 inch, chúng ta có thể thưởng thức những cái chương trình hay những bộ phim, thậm chí như là những cái bản DJ rất hay. Và vẫn là một chiếc bệ ti tai, nó to hơn tôi tưởng tượng rất là nhiều. Điều hòa thì đương nhiên rồi, 4 vùng độc lập cơ, tôi có thể điều chỉnh ở đây. Và một chiếc điều khiển được dắt ở đây, nhưng đã bị ai lấy đi mất rồi, tôi sẽ phải đi đòi lại. Phải nói là không gian phía sau ở hàng ghế thứ hai cùng với những cái chi tiết thiết kế trên cái thành cửa mang lại cái cảm giác rất là thoải mái và đẳng cấp. Tôi có thể dùng rèm che nắng, tuy nhiên chiếc rèm này lại là chiếc rèm kéo bằng cơm, kéo bằng tay. Và nếu như LX570 được trang bị một cái cửa sổ trời toàn cảnh như thế này thì tôi sẽ ngả ghế ra nằm ngắm cảnh. Bây giờ thì tôi sẽ trở thành một hành khách bất đắc dĩ các bạn nhé. Tôi sẽ ngồi ở hàng ghế thứ ba. Tất nhiên điều đấy sẽ không thích chút nào, nhưng tôi sẽ thử. Để vào được hàng ghế thứ ba thì tôi phải gập hàng ghế thứ hai lên. Nhưng mà một mẫu xe có giá bán gần 8 tỷ nhưng mà vẫn phải dùng lẫy lật bằng cơm. Chúng ta phải điều khiển hoàn toàn bằng cơ. Nó khác với cái mẫu GLS mà chúng tôi mới trải nghiệm cách đây không lâu. Toàn bộ đều điều khiển ghế đều bằng điện hết. Mẫu xe này cũng rất kỳ lạ. Điều chỉnh tiến lùi của hàng ghế thứ hai thì lại điều chỉnh điện, nhưng khi gập lên lại điều chỉnh bằng cơ. Bây giờ tôi sẽ vào. Và bây giờ tôi sẽ chuyển sang hàng ghế này để đo các cái khoảng trống xem vị trí ngồi của mình có thoải mái không nhé.
Vâng, to như LX570 thì khoảng trống đầu gối rất tốt. Mặc dù chân nó hơi bị dốc một chút nhưng không sao. Ghế ngồi thích. Và cái đệm tựa lưng này chúng ta có thể điều chỉnh được độ ngả khá tốt. Vâng, to và lại có giá gần 8 tỷ. Mà ngồi hàng ghế thứ ba mà không thích nữa thì chẳng có gì để nói cả. Thực ra khi thấy cái khoang xe của LX570 thì thú thực là tôi chỉ muốn ngồi hàng ghế sau để thưởng thức thôi. Bởi vì là Lexus luôn nổi tiếng với những sản phẩm chạy rất là êm. Êm khi chạy thẳng với một tốc độ cũng vừa phải, chứ nó cũng không phải quá cao. Ví dụ có thể 100 thôi, 101, 102 thôi. Còn nếu cao hơn nữa thì chắc là khó có thể so được với những chiếc xe tới từ Đức. Tuy nhiên với LX570 rất êm và hệ thống treo khí nén có thể nâng hạ gầm tới 7,5 cm. Và khi mà chúng ta sử dụng chế độ Cruise, tức là khi mà cho nó tự bò trên đường địa hình, thì gầm nó sẽ tự động điều chỉnh để tránh va quệt với đá. Tất cả các hệ thống nó đã được theo dõi bằng radar, bằng camera để tự động điều chỉnh cái độ cao nó tương thích với địa hình để tránh va quệt gầm xe. Thì chút nữa tôi sẽ thử. Vâng, và bây giờ tôi sẽ dừng lại. Tôi sẽ thử khởi đấy, ngay khi chúng ta phanh lại, chậm lại dưới 10 km, hoặc di chuyển chậm chậm dưới 10 cây số 1 giờ, 10 km/h, thì lập tức camera hai bên sẽ soi cho chúng ta thấy được các cái bánh trước. Thậm chí chúng ta có thể bật cái camera này lên để quan sát phía trước khi chúng ta vào những con đường đông đúc. Một mẫu xe to, những tính năng này rất quan trọng. Bây giờ thì tôi tắt nó đi. Cái số. Tôi sẽ thử chiếc phanh tay điện tử này. Thông thường đối với những cái mẫu xe hiện đại ngày nay thì khi bạn thắt dây an toàn cài số D, đạp bàn đạp thì phanh tay sẽ tự nhả. Nhưng không, Lexus LX570 chưa có tính năng tự nhả phanh tay. Hơi đặc tiếng một chút. Mẫu xe này trang bị động cơ 5.7 lít. Tôi xin nhắc lại, 5.7 lít. Đấy cũng là con số khiến mẫu xe này đã tăng tới hơn 2 tỷ khi bị áp thuế theo dung tích của động cơ. Và từ 5 tỷ 6 lên 7 tỷ 8. Quá khủng khiếp. Nhưng ngược lại, bạn sẽ có một không gian khá tĩnh. Tôi sẽ tăng tốc với chế độ Sport như tôi đã nói ban đầu. Mẫu xe này có 4 chế độ lái. Vâng, chế độ tôi sẽ thử chế độ Comfort. Vâng, Comfort khá tốt. Vâng, máy rất to. Máy rất to, 367 mã lực. Mô men xoắn cực đại là 530 Nm. Nhưng ở vòng tua 3.600 khá cao. Cũng không quá khó. Vâng, chế độ Sport. Wow, tua máy cao hơn. Đổ xăng lắm. Nếu mà để sang chế độ Sport Plus nữa thì khả năng tăng tốc cũng khá nhanh. Cũng rất là ấn tượng với cái khả năng tăng tốc. Tất nhiên máy to, máy quá to. Xu hướng bây giờ các hãng xe thường thiết kế những cỗ máy được trang bị turbo để giảm dung tích xuống, giảm lượng khí thải và tăng công suất. Nói chung là máy to như thế này chạy thì sướng rồi. Về độ êm thì khỏi bàn. Ngay ở vị trí lái này thôi, tôi chạy qua những cái G ở tốc độ 100 km/h, không xi nhê gì, không cảm nhận được. Nhưng có một điều đặc biệt trên cái mẫu LX570 tôi thấy rất kỳ lạ. Cầm lái từ hôm qua đến hôm nay, thật sự rất khó cảm nhận được cái bước chuyển số của xe. Nó quá mượt. Quá mượt. Thực sự tôi không thích ôm cua cái mẫu xe này ở tốc độ cao cho lắm. Và tất cả các hệ thống an toàn đang được kích hoạt. Tôi cảm nhận rõ chiếc bánh bên phải đã được phanh. Và cái độ nghiêng của thân xe thì nó khá lớn khi vào cua. Chắc chắn rồi. Một mẫu SUV hạng sang nhưng lại sử dụng sát xi rời thì
không thể tránh khỏi điều đấy. À, quá đúng, quá êm ái. À, đi trên đường thẳng thì không phải nghĩ, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng mức nhiên liệu của mẫu xe này cũng không hề nhỏ một chút nào. Hãng công bố là 12,1 lít trong điều kiện hỗn hợp, nhưng tôi nghĩ nó phải hơn rất nhiều. À, và đổ đầy một bình xăng như thế này tôi nghĩ phải đổ khoảng tầm 2,5 triệu. Vô lăng của xe khá là nặng, với kích thước bánh xe, tải trọng của xe mà chiếc vô lăng nhỏ này thì rõ ràng là lực lái sẽ phải cần lớn hơn rất nhiều. Tôi cũng có thể sử dụng lẫy chuyển số sau vô lăng, và 8 cấp tự động cũng 8 cấp mà dùng lẫy cũng 8 cấp. Bây giờ thì đến địa hình khó rồi. Tôi sẽ thử hệ thống ground. Và tôi sẽ dừng lại về N, cài sang chế độ cầu chậm, chế độ leo đá. Ok. Và bây giờ thả tay vào đi. Mình chỉ việc đánh lái mà thôi. Nào, mình chỉ việc đánh lái mà thôi. Xe sẽ tự làm tất cả. Độ nghiêng, tất cả các camera đã được hiển thị lên. Quan sát phía trước, hai bên có vạch chỉ cho chúng ta căn khoảng cách. Lại có thể kiểm soát được, nhìn thấy được cái độ nghiêng của xe. Chỉ việc đánh lái mà thôi. Hệ thống treo thích ứng cũng sẽ tự động điều chỉnh độ cao để tránh va quệt với gầm. Và khi chúng ta thoát khỏi những cái địa hình như thế này, chạy tốc độ nhanh lên thì gầm lại được hạ xuống để giảm lực cản gió, cũng như bảo đảm cái trọng tâm nó thấp, xe sẽ ổn định hơn. Và nếu như chúng ta dừng xe lại thì gầm cũng sẽ tự hạ xuống để việc ra vào dễ dàng hơn. Và rất dễ. Giờ đường, thực ra con đường này nó vẫn khá là dễ với mẫu xe này. Không có đá ở đây, nhưng không sao. Vâng, cứ vậy là bò thôi, chẳng phải làm gì cả. 8 tỷ cho một mẫu xe cũng rất đắng. Và tôi nghĩ rằng với một mẫu xe có giá 7 tỷ 8 tại thị trường Việt Nam như thế này thì phải cần có thêm nhiều những cái tính năng thông minh hơn, an toàn hơn. Đấy là có thể là những cái hệ thống auto brake trong đô thị chẳng hạn, hoặc là những hệ thống hỗ trợ cảnh báo trệch làn đường, và những cái hệ thống adaptive cruise control. Cần phải nhiều những cái hệ thống an toàn hơn khi chạy trên cao tốc, khi chạy trên đường bằng đối với mẫu xe này. Còn về cái khả năng đi địa hình xấu đối với mẫu xe này có lẽ không phải bàn cãi quá nhiều.